Mọi người ơi, vào chơi game với em đi nào. Mọi người vào chơi game đi ạ. Xin chào hai người đang xem này, mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi nào đấy ạ. Phần quà hôm nay sẽ là một cây kem nền BB Stick nhé mọi người nhé. Phần quà hôm nay sẽ là một cây kem nền BB Stick trị giá 315.000 cho ai may mắn nhất đây ạ. Xin chào, xin chào, xin chào tất cả mọi người này. Xin chào Lưu Thanh này, xin chào Hoa Nguyễn, xin chào Thủy Lê, xin chào chị An Nhiên nhá. Xin chào Thủy Lê, xin chào chị An Nhiên này. Nào mọi người vào, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em. Ai sẽ là người may mắn được một hộp kem nền BB Stick chính hãng của công ty Midi Garden nhé mọi người nhé. Đây là một hộp kem nền BB Stick chính hãng của công ty Midi Garden ạ. Có tem mã vạch đầy đủ nha mọi người nhé. Xin chào Hoa Cún này. Nào mọi người mới vào xem, mọi người chưa chia sẻ thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi mini game nha mọi người nhé. Xin chào Hoa Cún, xin chào Ngọc Toàn này. Nào mọi người mọi người mới vào xem, mọi người chưa chia sẻ, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em để mình chơi game nha mọi người nhé. Ai sẽ là người may mắn được cây kem nền BB Stick ngày hôm nay ạ? Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhé. Để em bắt đầu chơi game đi ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ giúp em lên nào. Đẩy lượt view lên cho em đi nào. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Mọi người lại chạy ra hết mất rồi. Mọi người đâu rồi ạ? Mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em đi nào. Em chia sẻ rồi, cảm ơn chị Thủy Lê nhá. Nào mọi người nhanh tay vào xem like và chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Xin chào Nguyễn Thị Phương ạ. Ai sẽ là người may mắn được cây kem nền BB Stick trị giá 315.000 này ạ? Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi game đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Xin chào Trần Mai này, chơi như thế nào ạ? Mọi người chỉ cần bước 1 là nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân ạ. Bước 2 mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá mọi người nhá. Sau đó mọi người trả lời câu hỏi của em là quả gì không ăn được ạ? Em sẽ bắt đầu chơi game luôn nhá mọi người nhá. Em sẽ bắt đầu chơi game luôn ạ. Quả gì không ăn được ạ? Xin chào Dương Nguyễn nhá. Quả gì không ăn được ạ? Phần thưởng sẽ là một cây kem nền BB Stick nhá mọi người nhá. Phần thưởng sẽ là một cây kem nền BB Stick cho ai trả lời nhanh nhất, đúng nhất ạ. Chia sẻ mấy lần ạ? Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhá. BB đấy bao nhiêu vậy chị? BB này, BB giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhé mọi người nhá. Khi mọi người mua bất kỳ một sản phẩm gì của em trực tiếp trên live thì mọi người sẽ được free ship toàn quốc nhé mọi người nhá. Quả bóng chưa đúng ạ, quả sau chưa đúng ạ. Xin chào Thu Nguyễn này. Quả hư chưa đúng, quả độc chưa đúng ạ.
Xin chào chị Thu Nguyễn nhá. Nào mọi người nhanh tay vào chia sẻ cho em đi, là chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người trả lời câu hỏi là quả gì không ăn được ạ? À? Ai trả lời nhanh nhất, đúng nhất và làm đủ các bước nhất sẽ được một cây kem lèn BB stick nhá mọi người nhá. Quả thối chưa đúng, quả đất chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Ai mới vào xem thì mọi người ạ, xin chào chị Liễu nhá. Ai mới vào xem mọi người ạ, chưa biết luật chơi thì mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm này. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Quả đấm chưa đúng ạ, quả dại chưa đúng ạ. Quả gì nhỉ mọi người nhỉ, quả gì mà không ăn được ạ? Quả gì mà không ăn được ạ? Xin chào Lan Linh nhé mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay vào xem like trả lời câu hỏi. Trả lời câu hỏi của em nào, quả gì không ăn được ạ? Xin chào chị Vũ Thị Mai này. Xin chào chị Phi Nhung nhá. Quả gì không ăn được mọi người nhanh tay lên nào. Quả đắng chưa đúng nhá. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Ai trả lời đúng nhất, nhanh nhất sẽ được một cây kem nền BB stick nhá mọi người nhá. Một cây kem nền BB stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Quả đất chưa đúng, quả đấm chưa đúng, quả bóng chưa đúng, quả bom chưa đúng ạ. Đây ạ, một cây kem lèm BB stick, à nó có nguyên tem, nguyên mác bảo hành nhá mọi người nhá. Quả lừa chưa đúng, quả bom chưa đúng ạ. Bên trong cây BB stick vẫn còn dán tem mác đầy đủ nhá mọi người nhá, chứ không phải là em dùng dở rồi mà em tặng cho mọi người đâu nhá. Quả thối chưa đúng nhá Nguyễn Thị Phương nhá. Quả bom chưa đúng ạ. Quả lựu đạn chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. Nhanh tay chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi ạ. Quả gì không ăn được ạ? Quả gì không ăn được nhỉ mọi người nhỉ? Quả gì không ăn được đây ạ? Giờ này mọi người ăn cơm trưa mà sao ít người vào xem thế ạ? Xin chào chị Hương Ruby nhá. Xin chào Vi Nguyên này. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em. Mỗi người chỉ cần chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân này và trả lời câu hỏi của em là quả gì không ăn được ạ. Ai trả lời nhanh nhất, đúng nhất thì sẽ được một cây kem nền BB stick nhá mọi người nhá. Quả bóng không đúng ạ. Mọi người chưa ăn ạ. 12 giờ rồi mà mọi người vẫn chưa ăn cơm ạ. Quả đấm không đúng nhá chị Hương nhá. Xin chào chị Khánh Thơ này, xin chào chị Trang Say nhá. Là mọi người mới vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Quả bóng chưa đúng nhá chị Vi Nguyên nhá. Nào mọi người nhanh, mọi người còn đang làm trưa đây. 12 giờ rồi mà mọi người vẫn chưa được nghỉ trưa ạ. Xin chào chị Ngân Thu này, là mọi người nhanh tay vào xem và trả lời câu hỏi quả gì không ăn được nhé. Phần thưởng cho ai trả lời nhanh nhất, đúng nhất là một cây kem nền BB stick nhé mọi người nhé. Kem nền BB stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Quả đấm chưa đúng chị Thánh Thơ ạ. Quả đắng chưa đúng nhé chị An Nhiên nhé. Quả bom chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. Đẩy lượt view lên để em gợi ý nhé mọi người nhé. Quả xấu chưa đúng ạ. Mọi người còn đang cày tiền. Em cũng đang cày tiền đây. Em cũng đang live stream để cày tiền đây mọi người. Quả đấm chưa đúng nhá. Chị còn chưa ăn đây. Sao mọi người ăn trưa muộn thế ạ? Quả trái đất chưa đúng ạ. Chia sẻ rồi ạ. Cảm ơn Nguyễn Thị Phương nhá. Quả báo chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. Quả đất chưa đúng like xuống. 12 giờ em mới like mà. Em cứ nghĩ 12 giờ là mọi người phải ăn cơm rồi chứ. Quả tim chưa đúng nhá. Nào mọi người đẩy lượt view lên cho em đi nào. Đẩy tăng lượt view lên đi ạ. Để em sẽ gợi ý cho mọi người nhá.
Quả tim chưa đúng ạ. Mọi người nhanh tay chia sẻ nhá. Mọi người phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Ai trả lời đúng thì mới được quà nhá. Quả tim chưa đúng ạ. Quả gai chưa đúng này, quả trứng ung chưa đúng này. Nếu như mọi người trả lời đúng rồi mà mọi người vẫn chưa chia sẻ và chưa làm đủ các bước thì mọi người sẽ không được quà đâu nhá mọi người nhá. Quả đá chưa đúng ạ. Quả cầu lông chưa đúng này mọi người này. Xin chào Nhất Thủy, chào Phương nha. Nào mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi nào. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em để vào trả lời câu hỏi để được một cây kem nền Mibi sở tích nha mọi người nhá. Quả là quả gì nhà Phương nhỉ? Quả là quả gì ạ? Nào mọi người nhanh tay trả lời đi ạ. Quả gì không ăn được ạ? Quả gì mà không ăn được nhỉ? Quả xoan chưa đúng nhá chị Trang nhá. Quả gì mà không ăn được ạ? Phần thưởng cho ai trả lời đúng sẽ là một cây kem nền BB stick này. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em đi ạ. Quả bóng chuyền chưa đúng nhá. Quả 6 chấm ạ, quả 6 chấm. Nào mọi người nhanh tay đi nào. Tụt hết lượt view rồi ạ, mọi người ơi, tụt hết lượt view rồi, mọi người đẩy lượt view lên cho em đi để em gợi ý cho mọi người nào. Đẩy lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Quả độ chưa đúng này. Xin chào Hoàng Thanh Huệ nhá, quả giấm. Quả giấm chưa đúng nhá chị Thủy nhá. Quả đất chưa đúng ạ. Quả tim chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào, quả gì mà không ăn được ạ? Quả tim người chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm đi ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá mọi người nhá. Xin chào chị Trang Hà này. Quả bóng chưa đúng nhá chị Trang Hà nhá. Xin chào chị Hà Nguyễn này. Nào mọi người vào xem, mọi người ai muốn nhận cây BB giờ tích này thì mọi người nhanh tay trả lời câu hỏi của em nhá. Quả gì mà không ăn được ạ? Quả đất chưa đúng nhá chị Hà Nguyễn nhá. Quả đất chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người nhanh tay lên ạ. Quả gì không ăn được ạ? Quả gì không ăn được đây ạ? Quả bom chưa đúng này, quả cân chưa đúng này. Quả vả chưa đúng ạ. Quả lựu đạn chưa đúng nhá mọi người nhá. Mọi người đẩy lượt view lên 20 người xem đi ạ. Em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. Mọi người đẩy lượt view lên 20 người xem đi. Em sẽ gợi ý cho mọi người. Quả độc chưa đúng, quả đấm chưa đúng ạ. Quả ngứa gai chưa đúng, quả vả chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Quả tào lao chưa đúng ạ. Quả địa cầu chưa đúng nhá Hoàng Thanh Huệ nhá. Quả đấm chưa đúng là nào mọi người nhanh tay. Mọi người nhanh tay mà chia sẻ cho em đi nào. Mọi người ơi, sao hôm nay ít người xem thế nhỉ? Mọi người chia sẻ cho em chưa nhỉ? Mọi người chia sẻ cho em chưa ạ? Mọi người chưa chia sẻ thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em nhé mọi người nhá. Mọi người chưa chia sẻ thì mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Hôm nay lượt view kém quá. Lượt view kém quá. Nhanh tay đi nào. Quả cân chưa đúng. Quả mâm chưa đúng ạ. Nào mọi quả mâm chưa đúng nào, mọi người nhanh tay đi ạ. Mọi người chia sẻ cho em đi nào, hôm nay lượt view kém quá. Tụt hết người xem rồi, mọi người nhanh tay mà chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Xin chào bé nhím này, quả gì mà không ăn được ạ? Quả gì mà không ăn được ạ? Quả gì mà không ăn được nhà mọi người nhà. Đây ạ, phần thưởng sẽ là một cây kem nền BB stick nhá mọi người nhá.
chia sẻ rồi nhé. Cảm ơn chị Trang Hà nhá. Quả gì mà không ăn được đấy ạ? Quả giải chưa đúng nhá mọi người nhá. Quả thận người chưa đúng này. Mọi người đi đâu hết rồi mà hôm nay lượt view kém quá. Mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Ai sẽ là người nhận được cây BB stick này đây ạ? Quả kinh khủng chưa đúng này. Xin chào quả báo chưa đúng nhá Thúy Cường nhá. Xin chào Quỳnh Dung này. Xin chào Thu Hà nhá. Mọi người mới vào xem mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm để được cây BB stick này nhá. Ai trả lời đúng sẽ được cây BB stick này đây ạ. Quả quét chưa đúng mọi người chia sẻ, đẩy lượt view lên 20 người xem đi để em sẽ gợi ý cho mọi người ạ. Quả quét chưa đúng ạ. Quả mơ ước mơ chưa đúng ạ. Quả quét chưa đúng, quả ước mơ chưa đúng nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay là quả địa cầu chưa đúng nhá, chị Trang Hà nhá, quả lựu đạn chưa đúng ạ, quả độc chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay chia sẻ cho em đi nào. Quả gì mà không ăn được ạ? Quả có thuốc sâu chưa đúng nhá. Xin chào Hoàng Huyền này. Hôm nay lượt tương tác kém quá. Quả đá chưa đúng ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Quả gì không ăn được đấy ạ? Quả pháo chưa đúng nhá. Phần thưởng sẽ là một cây kem lèn BB stick nhé mọi người nhá. Phần thưởng sẽ là một cây kem lèn BB stick ạ. Em sẽ test thử luôn kem lèn BB stick cho mọi người xem nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nha mọi người nha. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị rồi nha mọi người nha. Em sẽ ghi tên chị ý vào đây ạ. Em sẽ ghi tên chị trả lời đúng vào nha mọi người nha. Em sẽ ghi tên chị trả lời đúng vào. Em sẽ ghi tên chị trả lời đúng vào nhé mọi người nhé. Đó là chị em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị rồi ạ. Nhưng sau cái live stream này em mới ghi kết quả nhé mọi người nhé. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị rồi. Em đã nhìn thấy đáp án đúng của một chị rồi nhá. Xin chào Hồng Nhung này. Công bố kết quả luôn đi. Mọi người đã vào chơi game rồi thì mọi người đợi đến cuối cái live này em sẽ công bố kết quả nha. Em sẽ ghi tên chị trả lời đúng vào đây. Sau đó đến cuối cái live này em sẽ đọc tên chị ý lên nhá. Nếu như chị ý còn xem ở live thì chị sẽ nhận được một cây kem nén BB stick này. Xin chào ác ma cánh trắng nhá mọi người nhá. Cái BB stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live sẽ được em free ship toàn quốc ạ. Xin chào chị Yến Linh nhé mọi người nhé. Đợi đến cuối live mình sẽ công bố kết quả nhá. Mọi người nếu như không còn xem mà live nữa mà mình đọc tên lên là mọi người sẽ không được đâu nhá mọi người nhá. Nên mọi người đã vào chơi rồi thì mọi người cố gắng ở đến cuối live em sẽ đọc kết quả cho mọi người ạ. Cây kem này BB stick này giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live mọi người sẽ được free ship nhá mọi người nhá. Nó có hai đầu rất là tiện lợi này, một đầu là kem lèn và một đầu là chổi cọ nhá mọi người nhá. Cái đầu chổi cọ của nó này được thiết kế bằng những sợi nhỏ rất là nhỏ nhá. Khi mọi người tán lên mặt thì nó sẽ không hề bị thô ráp đâu ạ. BB giá bao nhiêu?
À, BB sở tích giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá mọi người nhá. Chơi tiếp đi bạn ơi. À, chị Phạm Kiều Loan ơi, sau khi em bán hàng em sẽ chơi tiếp với mọi người nhá. Mọi người có vấn đề gì thắc mắc về da, thì mọi người cứ hỏi trực tiếp trên live, em sẽ trả lời giúp mọi người nhá mọi người nhá. Có bị bết kem không chị? À, kem lè BB sở tích không hề bị bết kem đâu nhá mọi người nhá. Sau đây em sẽ test thử cho mọi người thấy ạ. Có mấy tông màu? BB sở tích có 2 tông màu cho mọi người lựa chọn nhá. Tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhá mọi người nhá. Đây ạ. Em sẽ test thử lần đầu tiên cho mọi người thấy. Chị ơi, em vừa nhận được BB hôm qua này. À, chị Yến Linh ơi, chị đã test thử BB sở tích chưa ạ? Chị thấy BB sở tích dùng nó có ổn không ạ? Cái kem nền này nhá, khi mọi người tán cái đầu cọ này, tán đến đâu này, kem nó đều ra đến đấy, nó che phủ đều khuyết điểm trên mặt mình đến đấy nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Đặc biệt là đặc điểm của nó là nó có độ chống nắng rất là cao và độ chống kháng nước rất là cao nhá mọi người nhá. Sau khi em test thử BB sở tích thì em sẽ test thử cho mọi người cái độ chống nước của nó nhá mọi người nhá. Da khô dùng có sợ bị mốc không bạn? À, chị Kiều Loan ơi, à, BB sở tích này nó cung cấp luôn độ ẩm cho da nhé mọi người nhá. Khi mà vào cái mùa hanh khô này, mọi người bị da mà bị lứt lẻ, mà mọi người đánh những cái phấn khác, nó sẽ bị mốc da nhá, nó bị mốc da và nó sẽ bị những cái phấn nó nổi trên mặt da. Nhưng mà riêng với BB sở tích này nó sẽ không bao giờ bị như thế nhá, nó sẽ rất là mướt nhá mọi người nhá. Nó còn cung cấp độ ẩm cho da nhá. Mọi người nhìn thấy da em chưa? Đây ạ, em mới đánh một lượt BB sở tích nhá. Mọi người nhìn thấy hai bên mặt em đã khác nhau chưa? Bên mặt này này, em có rất nhiều khuyết điểm nhá, và em chưa dùng qua BB sở tích, và bên mặt này em đã dùng qua một lớp BB sở tích rồi ạ. Mọi người nhìn thấy hai bên mặt nó đã bật tông, nó đã bật tông lên rất là khác nhau chưa ạ? Em đi ăn. Cảm ơn chị Yến Linh nhá. Đây ạ. Chị Yến Linh là khách hàng vừa mới mua BB sở tích bên em nhé mọi người nhá. Đây, chị đã test thử và chị rất hài lòng nhá. Mọi người nhìn thấy hai bên mặt nó khác nhau chưa nhỉ? BB bao nhiêu? À, BB sở tích giá niêm yết là 315.000 nha các chị nhá. Khi các chị mua hàng trực tiếp trên live sẽ được em free ship toàn quốc nha mọi người nhá. Lát sẽ đi mọi em mua hàng. Ok Phương nhá. Bao nhiêu tiền vậy? À, 315.000 nhá chị Nguyễn Mai nhá. BB sở tích có giá là 315.000 ạ. Em đã test thử một bên mặt rồi nha mọi người nhá. Sau đây em sẽ test thêm một bên mặt nữa cho mọi người xem. Em sẽ test lốt một bên mặt nữa cho mọi người xem cái độ che phủ thần thánh của BB sở tích nha mọi người nhá. Nó có hai tông màu cho mọi người lựa chọn để phù hợp với da nha mọi người nhá. Đó là tông 21 dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm ạ. Tông 22 dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nha mọi người nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chơi là kem nó đi đến đâu nó tán đều kem này, nó che phủ khuyết điểm hoàn toàn trên mặt mình này. Cho mình một cây nhé. Ok chị Phi Nhung nhá. À, mọi người đặt hàng, mọi người cứ đặt hàng trực tiếp trên live đi ạ. À, kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá. Cho mình một BB tông 22 nha. Ok chị Ngài nhá. Mọi người đặt hàng, mọi người cứ cho em tông màu này và số điện thoại nhá. Sau khi kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá mọi người nhá. Đây ạ, em đã tán đều một lớp BB sở tích lên mặt rồi ạ. Em đã tán đều một lớp BB sở tích lên mặt rồi nhá mọi người nhá. À, em sẽ test thử nước cho mọi người xem. Em sẽ dùng trực tiếp nước lên mặt mình cho mọi người chứng kiến là nó có hề bị trôi kem không nhá mọi người nhá. Độ kháng nước của nó rất là cao luôn ạ. Độ kháng nước của BB sở tích rất là cao nha mọi người nhá. Em lấy một BB tông 22. Ok Big Chi nhá. Mọi người cứ cho em số điện thoại và đặt hàng. Sau khi kết thúc live em sẽ gọi điện. Em sẽ gọi điện cho mọi người nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nó kháng nước rất là cao luôn ạ. Em vỗ trực tiếp nước trên mặt nhá, mà kem nó không hề bị loang kem ra nhá. Không hề bị loang kem ạ, không hề bị lem kem này. Nó cũng không hề bị trôi kem ra tay nhá, nó cũng không hề bị trôi kem ra tay đâu ạ. Mọi người nhìn thấy chưa ạ?
Tông 22 là dành cho những người da đen, da sạm, da nhiều khuyết điểm nhá mọi người nhá. Còn tông 21 thì dành cho những người da trắng, da sáng, da ít khuyết điểm. Mọi người lưu ý chọn tông giúp em nhá. Đây mọi người nhìn thấy chưa ạ? Độ kháng nước của nó rất là cao nhá. Em đã cho rất nhiều nước lên mặt rồi mà nó không hề bị nem kem này. Nó không hề bị nem kem mà nhìn da vẫn rất là mướt nhá. Da rất là mướt và mềm mịn nhá. Nó không hề bị trôi kem, lem kem đâu ạ. Khi em like trực tiếp, em like trực tiếp như thế này là em sẽ không chỉnh sửa được bất kể một cái chi tiết nào nhé mọi người nhé. Khi em phát trực tiếp em không thể chỉnh sửa bất kể một chi tiết nào được ạ. Nó như thế nào thì mọi người sẽ nhìn thấy như thế nhá. Đấy, dùng mà thẳng nước lên mặt mà nó không hề bị lem kem này. Và em đã dùng khăn em lau nhá. Em dùng khăn em lau khô rồi. Dùng khăn lau khô rồi mà này mọi người nhìn thấy kem nó có hề bị bết dính này, có hề có bị đóng cục không ạ? Không hề bị bết dính, không hề bị đóng cục nha mọi người nhá. Không hề bị trôi kem khi mọi gặp nước nha mọi người nhá. Gửi chị Tông 22 nhé em. Ok nhá chị à, mọi người cứ cho em số điện thoại đi ạ. Kết thúc like em sẽ chốt hàng cho mọi người nhá. Em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem nhá. Cho những ai mới vào xem mọi người chưa biết nhá mọi người nhá. Cho những ai mới vào xem mọi người chưa biết ạ. Bao nhiêu vậy em? À chị Nguyễn Thị Hương ơi, BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Đây ạ. Một cây BB Stick giá niêm yết trên thị trường là 315.000. Khi mọi người đặt hàng trực tiếp trên live sẽ được free ship toàn quốc nha mọi người nhá. Xin chào chị Vũ Nga này. À nó có thiết kế hai đầu rất là tiện lợi luôn ạ. Một đầu là chổi cọ luôn và một đầu là kem lèn nha mọi người nhá. Em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem ạ. Chị inbox địa chỉ rồi nha. Cảm ơn chị Trang Hà nhá. Sau khi kết thúc live này em sẽ gọi điện. Sau khi kết thúc live em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người nhá. Đây ạ, em sẽ test thử một lần nữa cho mọi người xem. Giả sử trên mặt em nhá, trên mặt em rất nhiều những khuyết điểm này, rất nhiều những khuyết điểm nhá. Em sẽ dùng cây kem lèn BB Stick này, em sẽ che phủ hết những cái khuyết điểm này đi cho mọi người xem nhá. Đây ạ. Cây gì vậy em? À đây là kem lèn BB Stick nhá mọi người nhá. Dùng được lâu không vậy? Tư vấn chị với. À BB Stick à, dùng được à, cho mọi người như em, như bản thân em hay live stream, em hay phải dùng. Nhưng mà em đã dùng 3 tháng rồi. Em dùng 3 tháng cây kem lèn này rồi mà nó vẫn còn rất là nhiều nhá mọi người nhá. Còn nếu như mọi người thỉnh thoảng mới dùng, mọi người đi ăn cỗ mới dùng, mọi người đi chơi mới dùng thì mọi người sẽ dùng được 1 năm nhá mọi người nhá. Dùng được 1 năm mới hết. Mà giá của nó chỉ có 315.000 thôi ạ. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live sẽ được em free ship toàn quốc nha mọi người nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Hai bên mặt của em này, hai bên mặt của em nó đã khác nhau chưa ạ? Đấy, bên này này nó vẫn còn rất là nhiều khuyết điểm nhá, nhưng bên này nó đã che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm em vừa có trên mặt nha mọi người nhá. Nó che phủ hoàn toàn khuyết điểm vừa có trên mặt em rồi ạ. Em test lần này là lần thứ hai rồi nhá. Mọi người nhìn thấy da em nó có mướt hay là da em nó có bị đóng cục không ạ? Nhìn da rất là mướt nha mọi người nhá, nó không hề bị đóng cục như kiểu là mình vừa đánh rất nhiều lớp kem đâu nhá mọi người nhá. Mọi người đặt hàng thì mọi người cho em số điện thoại và tông màu nhá. Kết thúc live em sẽ gọi điện trực tiếp tư vấn cho mọi người nhá mọi người nhá. Đây ạ. Kem đi đến đâu nó tán đều này, nó tán đều ra, nó che phủ hoàn toàn những cái khuyết điểm trên mặt mình này. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? À hầu như chị ở Thái Nguyên bao lâu nhận được vậy? À chị ở Thái Nguyên thì tầm 3-4 hôm nhận được nhé chị nhá. Chị ở Thái Nguyên thì tầm 3-4 hôm nhận được ạ. Mua trên live có được free ship không em? Mọi người mua tất cả sản phẩm trên live của em thì sẽ được free ship toàn quốc nha mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Trên mặt em đã dùng hai lớp BB Stick rồi, nó đã che phủ hoàn toàn hết những cái khuyết điểm ở trên mặt em rồi nhá mọi người nhá. Em sẽ test thử nước một lần nữa. Em lại tiếp tục test thử nước nữa cho mọi người xem ạ. Em sẽ tiếp tục test thử nước nữa cho mọi người xem. Xem nó có hề bị trôi kem đi không nhá. Xem nó có bị trôi kem đi không ạ. Nó không hề bị trôi kem nhá mọi người nhá. Có nhìn thấy chị không? À chị Vũ Nga ơi, em nhìn thấy nhá. Em nhìn thấy chị Vũ Nga nhá. Ok. À ok chị Hương nhá. Sau khi kết thúc live em sẽ gọi điện. Em sẽ gọi điện chốt hàng cho mọi người ạ. Em sẽ test thử nước một lần nữa cho mọi người xem đây ạ. Rất nhiều nước trên mặt rồi nhá mọi người nhá. Nhưng kem nó không hề bị trôi này. Kem lèn nó không hề bị trôi đi nhá. Nó vẫn mướt trên da nhá mọi người nhá.
có son không em? À chị Vũ Nga em có son nha mọi người nhá. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Son râu giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người nhá. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live sẽ được free ship và sẽ được tặng thêm một son cùng hãng như thế nữa nha mọi người nhá. Dùng ưng ý hôm nào chị đặt cây nữa, theo dõi em mấy ngày hôm nay nhìn thích quá. Vâng nhá chị Hương nhá. À, mọi người cứ dùng đi ạ, đảm bảo 10 người dùng thì 11 người ưng nhá mọi người nhá. Không ưng mọi người hoàn trả lại em ạ. Đây ạ, mọi người nhìn thấy cho em đã test rất nhiều nước trên mặt rồi. Em đã test rất nhiều nước trên mặt rồi mà da nó không hề bị lem kem đâu nhá mọi người nhá. Nào mọi người còn ai còn đặt hàng nữa thì mọi người nhanh tay tư vấn chị cả hai nha, chị đặt một combo. Ok chị Vũ Nga nhá, chị Vũ Nga cho em xin số điện thoại để kết thúc like em sẽ gọi điện tư vấn cho chị màu son và tông BB stick nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay, ai còn đặt hàng nữa thì mọi người nhanh tay đặt hàng giúp em đi ạ. Lượt view tụt quá rồi ạ. Lượt view tụt quá rồi em sẽ kết thúc like nhá mọi người nhá. Lượt view tụt quá rồi em sẽ kết thúc like lên mọi người. Ai đặt hàng gì nữa thì mọi người nhanh tay đặt hàng trực tiếp trên like để được free ship nhá mọi người nhá. Mặt em đã dùng hai lớp BB stick rồi mà nhìn nó vẫn rất là mướt nhá mọi người nhá. Ok chị Vũ Nga nhá, kết thúc like em cho nước mà nhìn vẫn đẹp quá. Đúng rồi nhá chị Hương nhá. À, kem nền BB stick nó kháng nước rất là tốt nha, nên là khi mình đã dùng nước, em đã test trực tiếp nước trên da rồi mà nhìn da vẫn là mướt nhá mọi người nha, da vẫn rất là mướt ạ. Nó không hề bị lem kem đi đâu ạ. Mặt em đã dùng hai lớp BB stick rồi nhá mọi người nhá. Mặt em đã dùng hai lớp BB stick rồi mà nhìn nó vẫn rất là mướt này. Đấy, nên mọi người ai còn mua hàng nữa thì mọi người nhanh tay đặt hàng trực tiếp trên line đi để được free ship nhá. À, lượt view nó cũng tụt rồi nên là em cũng sẽ kết thúc live sớm thôi ạ. Em sẽ thông báo kết quả game cho mọi người nhá. Em sẽ thông báo kết quả game cho mọi người. Đâu đáp án đâu anh nhỉ? Đáp án của em nó là quả pin nhá mọi người nhá. Đáp án của em nó là quả pin nhá mọi người nhá. Quả gì không ăn được đó là quả pin nhá mọi người nhá. Quả pin ạ. À. Đáp án của em là quả pin nhá mọi người nhá. Mọi người ai còn thắc mắc gì thì mọi người cứ inbox trực tiếp cho em nhé mọi người nhá. Inbox trực tiếp cho em sẽ giải đáp hết cái thắc mắc của mọi người ạ. À, thôi đến đây thì lượt view cũng tụt quá rồi, em xin chào mọi người nhá. Em hẹn mọi người ở một cái live sau nhá mọi người nhá.